Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Giá Rẻ nha các bạn. Thì trong video này hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một số con xe mới về, hàng mới về. Thì các bạn mình chịu khó mình xem hết clip nha. Thì con nào giảm như thế nào thì mình sẽ quay, mình báo từng con giảm. Mọi người chịu khó mình quay kỹ giùm em ha. Cái thứ hai, các bạn nào mình muốn mua xe thì mình liên hệ tới số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại là 0927704 và 48 hoặc 0976741725. Thì các bạn mình nhớ nha, mình quay cho xem cho thật kỹ. Cái thứ hai là mình trả góp, chỉ cần chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe là mình có thể mua được rồi. Ok, thì trong clip này mình thấy mọi người thường hỏi về GTX Bandit. Thì Bandit hôm nay thì nó có hai con nha mọi người. Màu đen như thế này, hôm qua cũng cái con kia cũng màu đen như thế này, nhưng mà con này thì về đẹp hơn, mới về trong hôm nay luôn. Thì con đầu tiên mình chắc là mình miêu tả cái con phía bên kia, nó ở nhà bên kia mất rồi mọi người, nhưng mà nó cũng màu tương tự như thế này. Con kia thì đi hình như mấy nha, 10.000 coi đến 12.000 coi gì đó. Giá của con bên kia là 40 triệu 9 mà giảm 3 triệu 9. Còn đối với cái con này nè, rồi con này nó có ở đây thì mình sẽ quay kỹ cho anh chị và các bạn luôn. Con này thì nó mới về vừa rửa xong, con này thì bọc keo nguyên con nha mọi người. Keo nguyên con. Nếu anh chị và các bạn nào đang có ý định mình muốn mua GSX Bandit thì mình nên mua con này. Con này không khác gì một con xe mới cả. Con này nhìn sơ thì nó có lắp chống trộm này, hai chìa khóa này. Rồi mọi người nhìn nha. Hai chìa khóa này, kính zin còn đầy đủ nha. Màn hình của nó còn chưa lột keo này. Đó. Mọi người chú ý giùm ha. Bọc keo nguyên xe luôn. Xem nha. Con này thì biển số 68, còn cái con kia là biển số 66 ha. Con này biển số 68 thì để mình coi đi, như đi 200 coi thì phải. Đó, coi trong trộm luôn. Con này đi 260 coi. 260 coi nha mọi người. Riêng về con này thì mới về không giảm được 3 triệu 9 nha mọi người. Con này giá là 45 triệu 9, con này giảm 900 thôi. Hoặc là 1 triệu anh em mình tới thì có thể là bên cửa hàng hỗ trợ. Con này tại vì nó có 200 mới coi thì gai gió nó còn chưa hết là mọi người biết hả. Xe này là xe cộp. Các bạn nào mua thì lợi đi rất là nhiều nha. Còn trả góp cái con này thì mình mua tầm 10, mình có tầm 13, 14 triệu là mình có thể mua được vô tư nha. GTX Bandit. Rồi. Tiếp tục nữa là đây. Con này là R15V3 màu vàng xám nha mọi người. Con này thì đi cầm tay thắng Rambo. Đó, Rambo. Kính thì kính độ. Màu vàng xám. R15 thì tất cả về R15 đang giảm. Cái dòng 150 đều giảm 3 triệu 9 hết. Nên các bạn mình chú ý. Con này gạt chắn bùn biển số 59 nha, biển số thành phố nha. Bạn nào mình thích thì mình mua ha. Biển số thành phố. Coi đi bao nhiêu coi. Con này nó còn số nên đang để ở trên cao mình không có đề được, 13.000. Con này giá 58 triệu 9 mà giảm 3 triệu 9 là còn có 55 thôi. Đó, 55 nha mọi người. Rồi. Ngoài ra thì em CBR Thái. Em này mới về, anh em đang rửa nè mọi người. Xe thì cũng đẹp cho anh chị và các bạn ha. CBR ra. Con này đi cái bô gì ta? Bô gì lạ ta? Em biết bô gì luôn không? Không thấy hiểu gì luôn. Biển số 67 45503. Bô này nó hàng liền luôn kìa. Đó, CBR Thái, hàng này là hàng mới vừa về. Anh em đang rửa. Con này cũng có chống trộm luôn nè mọi người. Con này đi 21.000 rồi. Đó, cái bô của nó mọi người. Ồ, bô này mà sao nổ cũng êm nhỉ. Nổ ấm, rất ấm luôn. Con này thì giá là 40 triệu 9. Mà giảm 3 triệu 9 luôn là còn 37 triệu. Đó.
Rồi đến vào trong nhà mình lướt thêm mua cho anh chị một vài dòng phân khối lớn á, tại vì mọi người hỏi cũng khá nhiều về những cái dòng này. Đây là có con Z125 này mọi người, biển số 70 á, 59109 nha. Anh em nào mà thích chơi mini á thì mình liên hệ mình mua. Đó, Z125. Con này thì 40 triệu 9. Biển số 70. 28 nha mọi người. Con này quá đẹp đi, dòng ô tô mini có nghĩa là nó là dạng phân khúc chắc mắc tiền nhất ạ. Rồi. Để mình vào trong này mình quay cho anh chị và các bạn nhé. Một số cái dòng mà rẻ hơn. Thôi tôi tối ta. Các bạn đợi tí nhé. Nhích dùng con này lên anh đó. Đó cái dàn phần khối Z1000 thì để mình quay sâu cho mọi người nha. Mình quay cái dòng đây MT03 này mọi người. MT03 thì hiện tại tại cửa hàng có cũ và mới. Cũ thì hôm nay còn đúng một con thôi. Cũ thì hiện tại giảm 3 triệu thì còn lại là 84 triệu là thấp nhất nha mọi người. Còn nếu mà lô mới như thế này á, MT03 mà lô mới á thì là 109 giảm 3 là còn 106. Mà đặc biệt cái dòng này á thì đang hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn, nếu mà xe mới là hỗ trợ 70 triệu luôn. Nên anh chị và các bạn mình cứ yên tâm nha. Hỗ trợ 70 triệu thì những con như này thì mình có tầm 40 triệu là mình mua được rồi. Rồi. Ngoài ra thì đây là mình quay con Z8 cho mọi người nè. Z8 này rồi. Đó. Kawasaki Z800. Con này đời 2016 á. Giá là 180 triệu á, biển số 59 nha mọi người. Audio là 21.000. 21.693 coi. Z8. Rồi. Tiếp tục là Z650. 650 thì đi con màu xanh kia rồi, còn lại là con màu xanh lá cây thôi mọi người. Con màu xanh lá cây. Con này nó ghê lắm mọi người. Đó, đây là Z650. À Ninja 650 chứ nhầm. Con này Ninja 650 nha mọi người. Con này thì 2019 143 triệu ha. Đó. Z650. Biển số 2019 nha, Audi là 20.000. Đúng rồi, 20.423 coi. Đó, Z650. Rồi. Ngoài ra thì CBR500 này mọi người. Thì dòng này thì đang giảm mạnh cho anh chị và các bạn luôn, là giảm kịch sàn luôn. Là giảm con này hình như bữa anh nói là anh giảm 15 triệu. Con này thì 163 giảm 10 triệu chứ, là còn 153 triệu nha mọi người. Đó. À, xe này mình thấy có anh mấy anh trai có hỏi mình là xe biển số ở đâu. Con này thì hồ sơ có sẵn rồi nha mấy anh trai. Mua là mình ra tên được liền. Con này đi có 2.000 coi thôi. Xe 2020 nha. Rồi. Con bên này thì biển số 68 2020 luôn, cũng là 163. Con này đi cũng mấy ngàn coi thôi. Nó cũng giảm 10 là còn 153. Chỉ con này là giảm 10 luôn là còn 147 nè mọi người. Con này như đi 12.000 coi đó, biển số 47. Nên coi thử. Đúng rồi, đi 12.000 coi. Thấy xanh mọi người. Thấy xanh, thiếu xanh. Đó 12.000 coi. Rồi, về dòng bên này nữa nè mọi người, CB500F. Con này biển số 59. Đi bộ độ SC. Con này là 142 giảm 5 là còn 138. Và con bên này thì giảm sâu hơn. Con này cũng đời 2018 luôn. 136, con này giảm 6 triệu là còn 130 triệu nha mọi người. Đó. Là mình vừa quay qua cho anh chị và các bạn một số dòng như thế ha. Ngoài ra thì để mình xuống mình quay cái dòng beo cho mấy cái chú nha. Mấy cái chú thường hỏi lắm.
thường hỏi để mà mình quay cho kỹ cho mấy chú thôi được không mua. Hôm qua thì cũng đi beo 300 rồi, cũng đi về là đi. Con này thì beo 500, con này lên ốp đèn, lên ốp máy, con này đẹp lắm. Đang rút hồ sơ 2019, con này beo 300 là 92 triệu này. Dòng này hình như vẫn giảm 3 triệu đó. Rồi, con bên này là rebel 500 này mọi người. Như xin mới. Đó mọi người xem đi. Mấy chú thấy con nào được thì mình tới liên hệ mua nha. Con này thì có chống đổ nè. Nói chung có mũi chống đổ thôi. Cặp cánh đó. Đó, con này 159 triệu. Thì con này sẽ giảm 5 triệu nha mọi người. Auto đi 1456 coi. Đó. Rồi, tiếp tục là con Rebel 500 bên này nữa ha, đời 2019 biển số 47 nha mọi người. Cũng là 150, giảm 5 là còn 145. Con bên này thì cũng tương tự như vậy nha mọi người. Rebel 500 biển số 59, 2019 là 150, giảm 5 còn 153. Thì hiện tại Bel 300 thì còn một con thôi. Đó. Thì mình vừa quay lướt cho anh chị và các bạn một số dòng ở tại đây. Thì các bạn nào mình muốn mua những con nào thì mình chịu khó mình liên hệ qua địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Giang Bình Dương. Số điện thoại là 092770 và 4 cuối 8, hoặc 0976741725. Các bạn cần mình báo giá những cái dòng nào thì mọi người chịu khó comment mạnh bên dưới nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở clip tiếp theo. Đừng quên nhấn vào nút like, nút chia sẻ, nút đăng ký để ủng hộ mình nhé.